Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục video nói về vùng chiến thuật. Thì video, ở video trước tôi đã nói về ba vùng chiến thuật dành cho người chơi phong trào. Thì hôm nay tôi sẽ nói tới một cái bài tiếp theo, đó là năm vùng chiến thuật dành cho nâng cao và các vận động viên chuyên nghiệp. Thì ở cái bài ba vùng chiến thuật cơ bản thì chúng ta đã nắm là chúng ta chỉ nắm cơ bản ba vị trí trên sân: vùng phòng thủ, vùng chuẩn bị và vùng tấn công. Thì bây giờ sau khi chúng ta đã tập luyện qua ba cái vùng cơ bản đó, thì sau một thời gian chơi các bạn đã đạt kỹ thuật trình độ cao hơn thì các bạn có thể áp dụng được cái bài năm vùng chiến thuật này. Thì khi đã nói là nâng cao rồi thì chắc chắn là chúng ta phải kỹ thuật tốt, thể lực tốt và tốc độ nhanh để chúng ta có thể áp dụng được năm vùng chiến thuật này. Thì khi ở cái bài này rồi, chúng ta sẽ không có khái niệm là khi di chuyển lên trên cái vùng tấn công là chúng ta phải gài banh hay đánh đều nữa, mà chúng ta phải tăng tốc độ và tăng lực lên để chúng ta có thể kết thúc đường banh đó, hoặc là tạo ra một trái banh tiếp theo để chúng ta có thể dứt điểm được. Và tôi xin giới thiệu cho các bạn, đó là cái vùng màu xanh này. Từ ở vị trí vạch ô giao bóng là vùng màu xanh đi lên lưới, đó là vùng chúng ta sẽ có thể tấn công và dứt điểm. Từ cái vạch ô giao bóng xuống tới cái đường màu vàng này, hai cái cột màu vàng này, đó là vùng số 2, đây là vùng tấn công và gài bóng. Từ cái hai cái cột màu vàng này xuống tới cái đường biên cuối sân, cột màu cam, đó là vùng này là vùng tìm kiếm cơ hội và vùng chuẩn bị. Ở cái vùng này chúng ta có thể di chuyển lên và chúng ta gài bóng vào góc, hoặc là tăng tốc độ để chúng ta có thể tìm cơ hội di chuyển lên trên lưới. Và từ đường biên cuối sân xuống tới cái cột màu đỏ này thì đây là vùng phòng thủ và đánh đều. Từ cái cột màu đỏ này trở về sau là vùng phòng thủ. Thì ở trong khái niệm của nâng cao và chuyên nghiệp thì chúng ta có tới 5 vùng. Tại vì ở trong chuyên nghiệp á, hoặc là nâng cao thì chỉ cần bạn đánh một quả banh ngắn ở trong sân khoảng 1,5 m đổ lại, thì đối thủ chỉ cần họ di chuyển vào được 1,5 m trở lên thì bạn đã bị họ có thể họ tấn công rồi. Còn đối với phong trào á, thì khi chúng ta đứng ở vị trí này hay là vị trí này, và đối với các bạn mới chơi thì chúng ta chỉ có thể gài bóng từ đây lên thôi, và chúng ta quýnh đều tiếp tục. Thì đó là ở phần cơ bản tôi đã nói ở clip trước. Còn ở cái video này thì chúng ta sẽ tập nâng cao lên. Nhưng mà có thể các bạn đã nghe qua vùng chiến thuật là gì rồi, và các bạn cũng đã xem nhiều video rồi, nhưng các bạn có thể nghe thôi, các bạn chưa có thể hiểu rõ lắm. Thì ở cái video này tôi sẽ vừa nói và vừa thực hành luôn, để cho các bạn nắm rõ hơn ở năm cái vùng này chúng ta phải đánh như thế nào, để chúng ta có cái nhìn thực tế nhất. Bây giờ tôi đang đứng ở cái khu vực số 5, là từ cái vạch màu đỏ này trở về sau. Thì ở khu vực này á, bắt buộc các bạn nhớ là các bạn phải đánh an toàn, banh cao hơn lưới. Thứ hai là chúng ta hạn chế là tăng lực và tấn công. Một là từ cái này đánh lên là chúng ta mình nếu đánh mạnh á, chúng ta sẽ mất sức rất là nhiều. Thứ hai là tấn công sẽ không hiệu quả, tại từ đây qua đó quá xa đi, nếu bạn đánh mạnh quá là banh qua tới kia nó cũng không đủ lực để làm khó đối thủ nữa, vừa không gây được khó khăn cho đối thủ mà làm cho mình bị mất sức. Cho nên là ở dưới này mình đánh an toàn, cao hơn lưới và lực ở mức trung bình vừa phải để chúng ta có thể là gài bóng lại. Vậy tôi sẽ thực hiện mẫu vừa đánh vừa nói cho các bạn hình dung. Mở vợt, chúng ta nên đánh cao hơn lưới. Mở vợt. Ở dưới này là các bạn không nên tăng lực. Chúng ta là thực hiện kỹ thuật đánh đều và đánh banh cao hơn lưới để chúng ta phòng thủ. Là các bạn có thể lớp lên, lớp banh lại để chúng ta gài banh lại, chúng ta sẽ không đánh nữa, chúng ta lớp banh lên gài lại. Và ở góc quay từ phía sau lên thì các bạn sẽ nhìn thấy được banh của tôi đánh nó sẽ đi ở độ cao an toàn và ở lực vừa phải, cao hơn lưới. Bạn nhớ là chúng ta chỉ thực hiện kỹ thuật đánh banh cao xoáy đều và chúng ta không có tăng lực.
các bạn nhớ là chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật đánh banh cao xoáy đều và không tăng lực. Ở đây là khu vực phòng thủ, các bạn nhớ là chúng ta đánh an toàn, chúng ta sẽ đánh banh cao hơn lưới, xoáy đều và dài ra. Một là chúng ta phải đưa lên cao, thứ hai chúng ta phải có độ xoáy để chúng ta có thể gài được banh sâu xuống cuối sân lại, để chúng ta ép đối thủ, không cho đối thủ di chuyển lên tấn công. Mở vợt đánh cao sâu, mở vợt đánh cao và sâu xuống. Các bạn hạn chế đánh những cái banh tấn công như vậy, hoặc là các bạn ráng các bạn đánh một quả banh như vậy nó vẫn đi sâu xuống dưới, nhưng mình sẽ bị mất sức rất là nhanh, tại vì là ở đây qua bên đó rất là xa. Nếu mà đánh như vậy thì bạn chỉ cần đánh khoảng 5-6 đường banh là các bạn đã cũng thấy mỏi tay và các bạn mệt rồi. Rồi khi các bạn mệt, các bạn đánh lỏng lại thì bị đối thủ lên tấn công, hoặc là các bạn sẽ hư rất là nhanh. Vậy là nhớ là chúng ta thực hiện ở đang đứng ở cái khu vực số 5 này là khu vực phải đánh thật là cao để chúng ta gài banh lại và chúng ta hạn chế mất sức. Thực hiện kỹ thuật đánh cao hơn để gài bóng. Hoặc là các bạn có thể lớp banh lên để chúng ta gài lại, hoặc là chúng ta lớp banh lên nó gài lại. Nhớ chúng ta thực hiện kỹ thuật đánh cao và sâu xuống. Và nếu an toàn nhất là các bạn chỉ cần đánh cao và vào giữa thôi, chứ nếu như các bạn chưa đánh vào góc được mà các bạn thực hiện nhắm vào góc thì các bạn rất dễ ra ngoài. Còn nếu các bạn ở cái trình tốt hơn rồi, chúng ta sẽ thực hiện gài lại vào góc luôn. Chúng ta phải nhắm vào hai góc sân, sâu và cao, đều sâu và cao để chúng ta có thể gài lại. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển lên ở vùng số 4, cũng là vùng phòng thủ, nhưng mà ở vùng số 4 này thì chúng ta sẽ đánh một trái banh nó sẽ thay đổi tí xíu. Bây giờ tôi đang đứng trong khu vực vùng 4. Ở vùng 4 là từ đường biên cuối sân cho tới cái vạch đỏ này, thì đây là cũng là khu vực phòng thủ, nhưng mà khi bạn đứng ở cái vùng này á, là các bạn sẽ không có đánh cao quá như hồi nãy nữa, tại vì các bạn sẽ rất là dễ bị ra ngoài. Cho nên khi đứng ở khu vực số 4 này, chúng ta tiếp tục thủ, chúng ta không có tăng lực quá nhiều, nhưng mà cái banh chúng ta chỉ cần cao hơn lưới khoảng một cây vợt thôi. Chúng ta cao hơn lưới khoảng một cây vợt thôi, chúng ta không cần quá cao nữa, tại khi chúng ta đánh lên cao quá là chúng ta dễ bị ra ngoài, do chúng ta đã đứng gần sân lại. Còn ở khu vực phía số 5 thì rất là xa cái đường biên của sân, chúng ta bắt buộc đánh thật cao lên. Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện mẫu một vài cái đường banh ở cái khu vực này để các bạn xem và chúng ta sẽ hình dung dễ hơn. Đây, ở cái vùng số 4 này thì các bạn thấy tôi đánh trái banh nó sẽ không có quá cao nữa. Trái banh nó chỉ cách cái lưới khoảng một cây vợt thôi. Đầu tiên là nó cũng tạo độ an toàn cho các bạn, banh nó sẽ qua lưới, thứ hai nó cũng sẽ dài đi cuối sân. Nhớ nha, các bạn nhớ là khu vực số 4 này chúng ta vẫn đánh cao hơn lưới, nhưng mà banh nó sẽ cao hơn khoảng một cây vợt. Thì tùy, có thể là không chính xác, nhưng mà tôi nói là ước chừng như vậy. Có thể chúng ta không đánh chính xác được một cây vợt hay là bao nhiêu. Cho nên là các bạn nhớ là chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật đánh đều tiếp tục, vẫn tạo xoáy nha. Đầu vợt chúng ta vẫn phải tạo xoáy với banh lên, thứ hai cao hơn lưới, thứ ba chúng ta cố gắng đẩy cho banh nó đi sâu xuống để chúng ta gài đối thủ. Và ở đây chúng ta cũng không có tăng lực, không tấn công. Khu vực này là khu vực không nên tấn công. Và khi mà các bạn đang đứng ở đây mà các bạn tấn công như này, tôi đã nói là các bạn sẽ rất mà mất sức và rất dễ bị hư banh. Và chúng ta đánh như vậy là không hiệu quả. Chúng ta phải phân phối lực đều ra để chúng ta có thể đánh dài cả một trận đấu. Có thể kéo dài là từ 30 phút đối với phong trào, hoặc là 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng rưỡi như lên đối với một trận đấu chuyên nghiệp. Và các vận động viên thế giới họ đánh từ 4-5 tiếng là có thể là mất sức rất là nhiều, nên các bạn nhớ phải hạn chế và mất sức ở những khu vực như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện banh cao hơn lưới khoảng một cây vợt và sâu xuống. Nếu như các bạn thực hiện một cú đánh như vậy thì xác suất rất là thấp. Thứ hai là chúng ta dễ hư, hoặc chúng ta sẽ bị mất sức nhanh. Đó, đi đánh như vậy nè, chúng ta mất sức nhanh, hạn chế đánh như vậy. Đánh như vậy rất là mệt, ta nên an toàn. Vẫn an toàn cao hơn lưới, gai vào góc càng tốt. Vô lưới rồi chúng ta phải thực hiện cao lên, đúng rồi, thì chúng ta thốn này, chúng ta lùi về nè, gai bóng lại,
chúng ta thốn nè, ta lùi về, gài bóng lại, hoặc là chúng ta thực hiện chúng ta cắt gài banh thôi, chúng ta cắt qua, chúng ta gài banh thôi, chúng ta không tấn công. Nếu chúng ta canh được vào góc càng tốt, gài vào góc, lùi về thốn, thủ liệt lên, cắt vào góc, nha. Thì các bạn thấy các bạn đánh như vậy không? Vừa đỡ mệt, vừa ít bị hư banh, cái xác suất bạn hư banh nó ít hơn. Thứ hai là bạn có thể tạo cho đối thủ khó chịu, đối thủ không dứt điểm mình được liền. Rồi nếu đối thủ nóng, đối thủ mất kiên nhẫn thì đối thủ có thể đánh mạnh, hoặc là đối thủ sẽ bị xìu tuột luôn và họ tự thua luôn. Cho nên các bạn chưa cần phải làm gì hết, các bạn đã có thể thắng được banh nữa rồi. Rồi các bạn nhớ là khu vực số 4 này chúng ta đánh cái banh chỉ cần cao hơn nó bao nhiêu, gài bóng lại an toàn, mà chúng ta vẫn có thể lớp, chúng ta lớp lại. Nếu như họ lên lưới, hoặc là đối thủ lên lưới, bạn gài lớp lại, hoặc là bạn có thể chúng ta sẽ gài banh như vậy để làm cho người ta bị hư, do họ vô thiếu bộ, họ canh cái banh không chuẩn, họ đánh hư liền. Nhưng mà đối với các vận động viên chuyên nghiệp thì khi đứng ở đây là họ sẽ không thực hiện cái thuật lớp, họ chỉ có đánh thôi. Tại vì đối với trình chuyên nghiệp rồi thì kỹ thuật và tốc độ rất là nhanh. Nếu mà các bạn thực hiện một đường banh mà chỉ cần thiếu độ chính xác tí xíu thì các bạn có thể bị tấn công và bị gài lại liền. Cho nên tôi nói trong này là các bạn nhớ là chúng ta có các bạn ở phòng trào nâng cao lên, cho nên chúng ta sẽ xử lý nó khác tí xíu. Cái vùng tiếp theo mà tôi sẽ giới thiệu cho các bạn đó là vùng số 3, hay còn gọi là vùng chuẩn bị, vùng tìm kiếm cơ hội, vân vân, nó có nhiều tên gọi. Nhưng mà ở cái khu vực là vùng này là nó nằm ở đâu? Từ cái đường biên cuối sân lên tới ngay cái vạch màu vàng này. Đây, khu vực này là khu vực vùng số 3. Thì đối với phong trào là chúng ta không có quan trọng ở cái vùng này. Tại vì các bạn chỉ có 3 vùng thôi: thủ, đánh đều, có thể gài bóng dứt điểm. Cho nên các bạn chạy lên tới đây các bạn muốn đánh đều qua. Nhưng mà đối với trình nâng cao rồi thì khi họ di chuyển được vào tới đây á, thì khả năng họ là sẽ gài banh lại và họ có thể tấn công đường banh đó để di chuyển lên lưới. Cho nên á, là đối với trình nâng cao hay là chuyên nghiệp á, thì chỉ cần bạn đánh một cái banh lỏng hơi ngắn thôi, họ bước được vào đây họ đánh là bắt đầu bạn thấy là bạn có thể chết rồi đó. Thì nếu như bạn muốn cảm nhận ở cái vùng này như thế nào á, thì bạn cứ đánh thử với một cái đối thủ nào đó mạnh hơn mình rất là nhiều, hoặc là một cái anh bạn nào đó ở trình bán chuyên, thì các bạn cứ thấy họ mà bước vào tới đây rồi bắt đầu là họ gài vào góc, thì bạn một đứng nhìn thôi, hai bạn chỉ có chạy qua đi vớt banh thì họ di chuyển lên lưới để họ dứt điểm. Cho nên ở cái vùng này là vùng rất nguy hiểm nha các bạn. Theo tôi yêu cầu các bạn đánh là phải dồn banh xuống cuối sân hết, để bắt buộc đối thủ phải đứng ở phía sau để đánh lên. Còn nếu bạn để mà đối thủ của bạn họ di chuyển được vào trong sân, đối với trình nâng cao á, họ di chuyển được vào tới đây rồi, thì khả năng là bắt đầu là bạn có thể bị họ dồn ép và bạn rơi vào thế bị động. Và bây giờ tôi sẽ thực hiện đánh mẫu ở cái vùng này cho các bạn xem. Đầu tiên là các bạn vẫn đang ở khu vực thủ của mình, 4 hoặc là 5. Và khi bạn gài được một đường banh tốt rồi thì đối thủ họ vô tình họ lỡ tay và họ đánh một cái banh nó rất ngắn, thì bạn bắt đầu di chuyển vào cái vùng số 3 này để bạn đánh. Và khi là bạn nhớ nha, cũng tùy, có thể họ đánh một cái banh nó ngắn gần gần giữa sân, nhưng mà cái tốc độ trái banh và cái độ xoáy nó vẫn cao, thì banh nó vẫn nhảy xuống tới đây, nó vẫn tốc độ rất là nhanh, cho nên bạn không di chuyển vào nha. Cái này là bạn nhớ là tùy trường hợp thực tế nó vậy, chứ không phải là cứ thấy cái banh ngắn là nhào vô. Bạn cứ thấy ngắn mà nhảy vô và nó xui quá, nó banh nó nhanh quá nó lại nhảy vô người bạn mà đánh không được. Cho nên là cái đó là cái sự cảm nhận của mình, đánh lâu năm và kinh nghiệm và cái trình của mình để mình có thể cảm nhận được đường banh đó mình có nên bước vào hay không. Thì cái đó là tôi nói các bạn nhớ là phải cần thời gian để các bạn có cảm nhận được. Thứ hai là các bạn phải đánh trình lên cao, các bạn đoán được đường banh, tốc độ banh để các bạn biết là các bạn nên bước vô hay là đứng như này tiếp. Thì tôi nói qua để các bạn nắm. Một là một cái đường banh nó vẫn nhanh, nó rất dễ sân nhưng mà nó xoáy tới đây, bạn vẫn đứng như này đánh đều qua. Hai, đường banh rất ngắn nhưng mà tốc độ nó chậm hơn,
và nó cái điều đầu nãy nó ngắn hơn thì bạn bắt đầu di chuyển vào. Cho nên là cũng sẽ tùy trường hợp nha, chứ không phải là cứ người ta cứ ngắt lý thuyết là người ta cứ thấy nó ngắn gần gần giữa người ta nhảy vô cái nó bay vô người rồi xong luôn, đánh không được. Rồi giờ tôi sẽ hiện mẫu cho các bạn xem. Ừ đó, đối với banh này nó cũng rớt ở giữa nè, mà các bạn thấy là nó sẽ nhảy xuống cuối sân, tao không di chuyển vào nha, chúng ta di chuyển vào chúng ta sẽ bị thốn. À, nó vẫn đi xuống cuối sân, chúng ta vẫn tiếp tục đánh đều, không? À. Đó, bàn này vẫn cuối sân, bàn này vẫn xuống cuối sân, chúng ta vẫn tiếp tục đánh đều, đánh đều, đánh đều. Rồi bây giờ một trường hợp banh rớt giữa sân nhưng mà tốc độ chậm và ngắn hơn, bây giờ chúng ta di chuyển vào cuộc số 3. Ừ đó, đối đường banh này, đối với đường banh này các bạn thấy không, bắt đầu banh nó đi ngắn nhưng mà tốc độ nó chậm cho nên cái độ nảy nó sẽ không có xa, thì bắt đầu các bạn sẽ chớp cơ hội các bạn di chuyển vào cuộc số 3 này liền. Ở đây là khu vực này là khu vực có thể bước vào hoặc là không nha, chứ không lúc nào cũng phải chạy vô. Đây đường banh này cơ hội nè. Rồi và tôi xin nhắc các bạn cách đánh ở trong cái khu vực này như thế nào. Khi các bạn di chuyển vào khu vực số 3 này rồi, các bạn sẽ không đánh một quả banh lên cao hơn lưới nữa, tại vì bạn đã bắt đầu rút ngắn cái đường di chuyển lên rồi, cự ly của bạn gần lưới, bạn càng gần lên lưới mà bạn càng đánh cao thì nó sẽ ra ngoài, cái xác suất nó là có nha. Cho nên đó, khi bạn nhớ một là khi bạn di chuyển vào khu vực này số 3 cho lên rồi, các bạn phải đánh một quả banh thấp xuống để chúng ta hạn chế bị ra ngoài. Thứ hai là chúng ta sẽ đánh thấp xuống để chúng ta tạo ra tốc độ nhanh hơn để chúng ta gài đối thủ, và chúng ta có thể di chuyển tiếp lên khu vực số 2. Nghĩa là một là chúng ta phải di chuyển vô chấp thời cơ cho nhanh, hai chúng ta đánh một quả banh thấp xuống không đánh cao nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu đánh thấp xuống và gào vào góc, hoặc là chúng ta sẽ cắt một quả banh để chúng ta di chuyển lên tiếp khu vực số 2. À, thí dụ bây giờ tôi sẽ đánh thực hiện một cú thuận tay, tôi gào xuống. À, ừ. Đó, tôi đánh cho banh thấp xuống và vào góc, sau đó tôi sẽ quan sát xem coi đối thủ, quan sát nha, chúng ta phải quan sát nữa. Bây giờ đầu tiên chúng ta phải gài được một banh xuống vào góc. Tiếp theo chúng ta quan sát coi đối thủ có khả năng trả được không, và nếu đối thủ trả được tốt và gài lại, chúng ta phải di chuyển lùi về để thủ tiếp. Cho nên ở khu vực này có thể lên hoặc là không lên. Đó, vậy và mình phải nắm rõ chỗ này, chứ không phải là cứ quất xong là chạy lên, tại từ đây lên đó vẫn còn xa. Từ đây mà các bạn đánh xong các bạn chạy lên mà các bạn không gài được cái banh thì các bạn chết lại. Cho nên á, làm sao để biết được là cái banh đó mình gài tốt hay chưa và đối thủ có trả được không, thì đó là theo kinh nghiệm và cảm nhận của mỗi người. Chơi thời gian các bạn sẽ cảm nhận được cái tình huống đó, các bạn phải phán đoán được. Sau khi gài cái banh xong rồi, các bạn phải phán đoán được là đối thủ nó trả được hay không. Từ tư thế đối thủ nó chạy, đối thủ người ta chạy qua, người ta mở vờ, người ta vô bộ, thì bạn nhìn thấy họ di chuyển rất là xa qua là họ rơi, thấy bị động nè. Hai là họ rơi vào thế khó là họ đang với banh nè. Thứ ba là họ đang bị thốn, thì bạn biết là đường banh đó bạn đã gài tốt rồi. Và nhìn cái banh của bạn có đủ lực hay không, và bạn tiếp tục di chuyển lên là bạn biết là bạn có thể lên được rồi đó. Còn như theo kinh nghiệm của bạn, bạn nhìn thấy đối thủ họ đứng gần cái banh đó quá, và bạn ép một cái banh qua mà không đủ lực, không đủ độ khó, và đối thủ bắt đầu họ chạy tới banh mà họ vô bộ trước khi họ đánh cái banh đó, là bạn biết là họ có thể gài lại bạn rồi, thì bạn phải di chuyển lui về thủ thật là nhanh. À, cho nên các bạn đã từng xem qua các cái hướng dẫn về vùng chiến thuật rồi, nhưng mà các bạn có thể chưa hình dung được, thì bây giờ tôi nói rõ hơn để các bạn hiểu ở cái những cái vùng này nó như thế nào. Đó, ví dụ ở cái vùng số 3 này, các bạn nhớ là khi chúng ta gài được một cái banh tốt, đủ lực, đủ độ khó, đối thủ đang di chuyển qua và đang rơi vào thế bị động, họ đang với, họ đang cứu banh, thì bạn tiếp tục di chuyển lên. Nhưng họ di chuyển tới nhưng mà họ vào được cái thế có thể họ tấn công ngược lại, hoặc là lực banh của bạn đánh qua quá yếu, banh bạn gài chưa đủ khó, thì chắc chắn là họ sẽ phản lại. Cho nên bạn thấy như vậy rồi, bạn lập tức lùi về lại khu vực số 4 hoặc là số 5 để bạn phòng thủ nhanh. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lại để các bạn hình dung được. Đó, ở vùng số 3 chúng ta đánh như thế nào. Vùng số 3
gài vào góc. À, khi các bạn gài với banh mà các bạn thấy gần quá đối thủ, người ta đứng ngay đó luôn, có thể người ta trả được, các bạn lùi về. À, nếu bạn gài được cái banh khó hơn vào góc đó, thì ở đây bạn thấy rồi, đối thủ người ta phải chạy xa hơn và lực banh bạn đủ rồi, khó rồi thì bạn sẽ di chuyển lên tiếp, còn chàng lưới hoặc là các bạn sẽ cắt một quả banh đó. Nếu như bạn thấy rồi mà cắt được một trái banh mà sâu và chìm như vậy thì có thể bạn sẽ lên lưới, bạn có khả năng thắng được cái banh đó. Cho nên là khi bước vào số 3 này là chúng ta chưa chắc có thể lên hoặc là không lên nha, nhớ rõ. Cho nên đừng có lý thuyết và cứng nhắc ở chỗ này, ở trình nâng cao các bạn nhớ là trình nâng cao. Còn các bạn cơ bản thì tôi khuyên các bạn không nên thực hiện những đường banh như vậy, vì các bạn kỹ thuật chưa tốt và cảm giác chưa tốt. Chúng ta cần thời gian, chúng ta sẽ làm được nhưng phải cần thời gian, không nên nóng vội. Đó, thí dụ một cú backhand các bạn đã ép được sâu đủ lực thì các bạn có thể di chuyển lên, nhưng nếu các bạn đánh như vậy các bạn nên lùi về. Ở đây mà bạn đánh nhẹ quá không, không đủ lực mà banh lại đi ngắn chưa sâu nữa, cho nên là khả năng bạn bị tấn công. Nếu bạn chạy lên á, người ta qua ta đánh lại 2 giây chết bạn, mà lùi về liền thủ đi. Đó là những ví dụ để chúng ta có thể hình dung được là chúng ta nên đánh sao. Nếu chúng ta đánh cao thì sao, sẽ ra ngoài. Lên đây mà bạn đánh cao vậy là banh ra ngoài nha, lên đây là không đánh cao nữa, đánh banh thấp xuống để chúng ta tạo tốc độ nhanh hơn và ta banh dễ vào hơn. Bây giờ tôi đang đứng ở khu vực số 2 thì các bạn thấy là ở khu vực này là chúng ta rất gần lưới rồi. Ở khu vực này thì chúng ta sẽ từ cái màu vàng này lên tới cái vạch màu xanh này, thì đây là khu vực số 2, khu vực chúng ta gọi là khu vực tấn công. Tại vì rất gần lưới rồi thì chúng ta bắt buộc khi lên tới đây chúng ta phải tấn công, nhưng phải nhớ đầu tiên các bạn nhớ là gọi là khu vực tấn công nhưng không phải trái banh nào cũng tấn công được. Các bạn nhớ đầu tiên các bạn phải tập lại cho tôi cái bài upright shot, tên nó gọi là đánh banh ngắn trong sân như thế nào, thì tôi sẽ để một cái đường link, tôi sẽ để một cái đường link ở phía dưới của cái phần chú thích của cái video, thì các bạn click vào cái mũi tên hoặc chú thích phía dưới video để các bạn xem, và các bạn xem lại cái clip đó để các bạn tập luyện nha. Và tôi cũng sẽ để trong phần bình luận phía dưới video luôn để các bạn click vào cái link đó các bạn xem. Thì cái bài upright shot là cái bài phối hợp với cái bài này, tại khi các bạn di chuyển lên những cái vùng này mà các bạn không biết đánh đó, thì các bạn khả năng là các bạn sẽ hư banh và các bạn sẽ thua, cho nên là phải tập cái bài đó trước. Còn cái này là chúng ta tập để biết cách đánh chỗ này như thế nào thôi, phải tấn công hay là thủ thì đó vân vân, nhưng mà không biết kỹ thuật thực hiện banh ngắn trong sân thì chúng ta sẽ bị hư banh liền. Cho nên phải tập lại cái bài đó, nhớ bài upright shot đánh banh ngắn trong sân như thế nào. Tôi sẽ để cái đường link ở phía dưới cái chú thích và cái bình luận ở dưới video để các bạn click vào, các bạn tập và các bạn xem qua. Rồi, tôi có nói chữ nhưng, các bạn nhớ là nhưng không phải trái banh nào cũng tấn công được. Khi các bạn di chuyển vào ở khu vực này, tôi sẽ có một cái làm một video riêng về cái phần đó, là trái banh nào nên tấn công, trái banh nào nên phòng thủ nữa ở trong khu vực này. Thì tôi ví dụ một trái banh mà chúng ta di chuyển lên mà thí dụ nó rớt thấp dưới này rồi thì các bạn có thể tấn công được không? Chắc chắn nếu bạn muốn tấn công á, banh đó thì khả năng bạn hư 70% trở lên. Nếu mà banh ở đây bạn rác siết cho mạnh hay bằng gài vào góc bạn hư. Cho nên vấn đề là khi bạn di chuyển từ dưới lên á, là bạn phải lên cho thật là nhanh để bạn có thể bắt nhịp được một quả banh trên cao. Thứ hai á, là bạn phải vào được bộ để bạn có thể đánh một cái banh chính xác. Chạy khi di chuyển lên khu vực này mà bạn thường hay gấp lắm, bạn thấy banh quá ngon đi, quá dễ đi, bạn đánh liền không vô bộ, cũng không có canh banh gì hết, ra ngoài lưới không. Cho nên là lên đây một là phải sắp bộ thật là kỹ. Ở trong cái bài upright shot là tôi đã hướng dẫn rồi, tôi nhắc lại thôi. Một, các bạn lên tới đây các bạn phải vô bộ cho kỹ. Thứ hai á, các bạn là phải di chuyển lên nhanh để các bạn đón được cái banh trên cao. Tại nếu banh mà nó xuống thấp rồi chắc chắn các bạn không tấn công được. Cho nên là không phải trái nào cũng tấn công được. Khi di chuyển lên đây là gặp một trái banh mà từ cái đầu lưới trở lên, từ cái mép lưới di chuyển lên thì các bạn có thể tấn công. Còn nếu mà nó phía dưới cái lưới rồi các bạn phải gài bóng thôi, đưa sâu và gài bóng chứ không có tăng lực hay là tấn công được.
Và bây giờ tôi sẽ thực hiện mẫu để các bạn hình dung được. Để bắt đầu di chuyển lên cái vùng đó thì các bạn lúc nào cũng xuất phát từ ở cái vị trí thủ cuối sân. À, hoặc là sau khi các bạn đón được một đường banh ngắn dễ, các bạn di chuyển vào khu vực số 3 và các bạn gài banh. Sau đó thủ bị thế bị động, các bạn đối thủ trả một cái banh dễ rớt vào tiếp tục khu vực số 2, các bạn di chuyển lên. Ở những trường hợp chúng ta sẽ lên được là khi nào? Một là đang đứng ở dưới thủ khu vực số 4, số 5. Đối thủ sau khi bị gài, các bạn lỏng tay vô tình thì đã đánh một cái banh ngắn vào khu vực số 2, bạn di chuyển lên. Và từ dưới này lên xa mà, bạn di chuyển cho thật là nhanh để bạn đón được banh trên cao. Hai là bạn sau khi bạn bước được vào số 3 rồi, bạn gài banh, đối thủ tiếp tục trả dễ với banh rớt số 2, bạn di chuyển lên. À, bây giờ tôi sẽ thực hiện đánh ở cái khu vực số 2 mà từ dưới di chuyển lên cho các bạn hình dung. Rồi đầu tiên á, là tôi thực hiện di chuyển từ ở dưới khu vực số 4 di chuyển lên sau khi phát hiện được một đường banh ngắn. Thì đầu tiên á, các bạn nhớ là khi các bạn cảm nhận được, phát hiện được, phán đoán được đường banh đó ngắn rồi và chậm rồi và ở khu vực dưới sân rồi, các bạn phải lên thật là nhanh. Nếu các bạn lên chậm quá thì các bạn sẽ bị rơi vào thế bị động ngược lại và các bạn chỉ có đẩy được cái banh qua hoặc là khều qua thôi. Rồi chúng ta thực hiện lại nha. Nếu bạn lên chậm quá thì khi banh xuống thấp là mình sẽ không tấn công được. Thứ hai là khả năng mình quýnh hư luôn, tại do mình vô bị thiếu bộ rồi, thiếu bước rồi. Cho nên phải chủ động. Cho nên lên lúc nào bạn lên à. Lúc nào bạn di chuyển lên là banh nó phải còn ở trên cao thì bạn mới có khả năng gài banh hoặc tấn công. Tại vì banh mà phía dưới lưới thì banh chúng ta chỉ có thể thủ thôi, chúng ta lại đánh đều qua thôi. Nếu bạn chờ xuống thấp quá, thấy không? Bạn đợi banh đánh khả năng vào lưới. Hoặc là banh thấp thì bạn lại chỉ có thể gài qua thôi, bạn không có lại không tấn công được nữa. Nếu nó xuống thấp quá thì bạn chỉ có thể bạn cắt qua, mà khi bạn đang đứng ở đây và bạn cắt cái banh nhẹ qua, khả năng nha, hai bên nó trống thì đối thủ sẽ tấn công ngược lại. Cho nên là bạn nhớ lại những cái cách để di chuyển lên. Một là phải lên nhanh để đặt cho anh trên cao. Hai là phải vô bộ và dùng tác để chúng ta có thể tấn công và nhắm vào điểm. Và chúng ta phải vô bộ nha các bạn. Lên nhanh. À. Và trên đây cũng vậy, giống như khu vực số 3 là chúng ta đánh banh thấp xuống. Chúng ta không đánh cao nữa. Cao sẽ ra ngoài. Thứ hai, khi các bạn di chuyển càng gần lưới thì các bạn càng phải mở ngắn vợt. Tại khi các bạn lên đây mà các bạn mở rộng ra, có những cái yếu tố các bạn phải nhớ nha. Một, nhắc lại, lên nhanh để chúng ta có thể đánh một cái banh trên cao để chúng ta tấn công được. Hai là bạn phải mở ngắn vợt. Tại các bạn mở rộng, các bạn đánh dư lực nó sẽ ra ngoài và nó sẽ không chính xác. Mở rộng quá ở khu vực này sẽ làm cho chúng ta bị dư lực ra ngoài và không chính xác, rất dễ hư banh. Thứ ba, các bạn phải nhớ là chúng ta phải vô bộ chứ chúng ta không có đứng đánh đại được. Rồi những cái yếu tố đó, những cái nguyên tắc đó các bạn phải nắm lại. Di chuyển nhanh, mở ngắn, vô bộ. Di chuyển nhanh, mở ngắn, vô bộ. Hoặc là chúng ta di chuyển từ khu vực số 3 này lên. Di chuyển nhanh, mở ngắn, vào bộ. Di chuyển nhanh, mở ngắn, vào bộ và đánh thấp xuống, không đánh cao nữa. Nếu chúng ta đánh cao lên ra ngoài. Giờ các bạn hình dung được cái cách đánh, cách mở vợt, cách di chuyển ở khu vực này chưa? Rồi thấy vô chúng ta gặp một banh thấp là đánh sao? Thấp xuống. Thấp là chúng ta chỉ có thấp là chúng ta chỉ có thể gài lại thôi. Chúng ta không có tăng lực được nữa. Và lực đánh ở khu vực này chúng ta nhớ là chúng ta phải tăng lên cao hơn cái mức đánh ở dưới cuối sân. Ví dụ cuối sân các bạn đánh mức trung bình là chúng ta cao hơn trung bình. Ở dưới 50 thì lên đây 60%. 60% hoặc là 70%. Nhà chúng ta không có đánh 50 nữa. Nếu chúng ta đánh 50% thì banh sẽ quá chậm. Đối thủ sẽ chạy qua kịp và phản công. Thì ở khu vực này các bạn nhớ là ta tăng tốc độ banh lên, banh thấp xuống để chúng ta có thể gài banh và chúng ta có thể dứt điểm luôn. Khu vực này, một là bạn đánh qua là đối thủ chỉ có chạy qua và chống đỡ thôi. Họ chỉ đưa được một đường banh dễ qua lại để bạn lên lưới dứt điểm tiếp. Hai là bạn tấn công qua thì đối thủ sẽ chết luôn.
đối thủ không có khả năng chống đỡ nữa. Chơi ở khu vực này là chúng ta nhớ là không thể nào quýnh dễ được. Đối với trình nâng cao rồi nha, trình cơ bản thì lên đây có thể còn gài banh qua thôi, nhưng mà ở đây là trình nâng cao và khu vực này là khu vực 5 ăn 5 thua. Một, bạn gài qua là bạn có thể ăn hoặc lên lưới nữa. Hai, là bạn gài qua là bạn chết ngược lại. Tại vì từ đây bạn chạy lên lưới nữa là người ta tấn công qua bạn chết. Hai, là bạn lùi về cũng được luôn. Cho nên là lên đây là khu vực phải dứt khoát. Rồi, chúng ta thực hiện lại. Mở ngắn, ép vào góc. Mở ngắn, ép vào góc. Chúng ta phải tăng lực. Chúng ta phải tăng lực và chúng ta phải đánh khó luôn để chúng ta có thể tràn lên lưới tiếp, để chúng ta dứt điểm. Rồi, tôi xin nhắc lại ở cái khu vực này là các bạn cần phải làm gì. Một là các bạn nhớ phải di chuyển vào nhanh để chúng ta có thể đánh được một quả banh từ ngang cái đầu lưới trở lên. Ở khu vực này chúng ta có thể tấn công được. Khu vực này chúng ta phải thủ. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải thủ để gài qua thôi. Cho nên phải lên nhanh. Khi bạn lên ở khu vực này thì bạn phải nhớ là tốc độ phải lẹ. Hai, chúng ta phải mở ngắn lại. Chúng ta không có mở hết tay nữa. Ta không mở hết tay nữa, chúng ta phải mở ngắn lại để chúng ta đánh chính xác hơn và nó không bị dư lực ra ngoài. Thứ ba, chúng ta phải đánh trái banh thấp xuống, chúng ta không đánh cao. Thứ tư là các bạn nhớ là chúng ta phải dứt khoát vô bộ, chúng ta phải canh vào cái góc đó, chúng ta phải tăng tốc độ lên để chúng ta đánh. Chúng ta không có đánh đều qua nhẹ nhàng được. Đây là khu vực nguy hiểm mà có thể chết hoặc là có thể ăn. Và cái vùng cuối cùng chúng ta sẽ nắm đó là cái vùng số 1. Cái vùng này là di tính từ đường biên ô giao banh lên tới lưới. Thì ở cái vùng này cũng là vùng tấn công và dứt điểm. Và vùng này chúng ta phải nhớ là khi chúng ta đã lên tới đây rồi, mà nếu bạn không dứt điểm được thì đối thủ có thể lớp qua đầu bạn hoặc là tấn công ngược lại là bạn chết. Cho nên lên đây bạn phải nhớ là gần như chúng ta phải 5 ăn 5 thua. Nếu gặp một đường banh có thể dứt điểm rồi là bạn phải dứt điểm liền. Chứ bạn mà quýnh dễ qua thì là bạn nựng qua là đối thủ khả năng là dứt điểm lại. Thì ở cái khu vực này á là cũng vậy luôn. Một là nếu chúng ta từ khu vực số 3 đi lên, sau khi các bạn ép được một đường banh tốt rồi thì các bạn nhớ là chúng ta phải di chuyển lên nhanh ở trên này để chúng ta chiếm lưới. Thì dứt điểm như này chúng ta có thể nhiều cách dứt điểm, chúng ta bắt vô lê hoặc là chúng ta đánh một quả banh chạm đất rồi. Cho nên tùy trường hợp. Nhưng lên đây rồi các bạn cũng phải nhớ một nguyên tắc là một, chúng ta phải lên thật là nhanh. Từ dưới đó di chuyển lên nhanh để chúng ta có thể bắt được vô lê được một quả banh trên cao. Hoặc là chúng ta lên nhanh để chúng ta đè ra một quả banh trên cao. Và cái điểm thứ hai các bạn phải nhớ là lên đây cũng vậy, chúng ta phải mở ngắn vợt. Nếu lên đây các bạn mở hết, thường đa số các anh phong trào thường hay hư ở chỗ này. Các anh di chuyển lên đây nhưng mà các anh một là lên chậm quá, banh xuống thấp rồi. Các bạn nhớ ở cái vị trí mà chúng ta có thể dứt điểm được tốt nhất là từ cái mép lưới lên tới ngang cái vai của mình. Nhưng mà nếu banh nó cao hơn đầu thì các bạn nhớ chúng ta không nên dứt điểm nha. Nếu banh cao hơn đầu thì khi bạn với lên bạn đánh, một là banh nó không có lực, thứ hai là khả năng nó bị hư. Cho nên là bạn phải chờ nó rớt xuống lại ngang tầm vai hoặc là ngang cái phần đầu lưới thôi. Thì đó, nhớ một di chuyển lên nhanh để đến được một banh trên cao mà ở như cái tầm nào từ đầu lưới lên tới ngang vai của mình. Hai là các bạn phải mở ngắn vợt lại để chúng ta không bị dư lực ra ngoài. Đó, thường cái lỗi hư là do chúng ta lên không kịp, banh xuống dưới lưới rồi chuyển sang là banh không tấn công được. Hai là chúng ta mở rộng quá, chúng ta đánh mất chính xác, trúng vào cạnh hoặc là dư lực ra ngoài. Và một cái điểm thứ ba nữa các bạn nhớ là các bạn lên đây rồi và khi các bạn đánh được, đón được một cái banh trên cao rồi á thì chuyển sang các bạn phải đè từ trên banh, các bạn đánh xuống, các bạn không có đánh từ dưới lên nữa. Đánh dưới lên tại nó gần lưới quá mà, các bạn đánh từ dưới các bạn móc lên là nó ra ngoài không, tại banh nó sẽ xoáy lên. Cho nên ở trên này á, đối những cái banh mà từ cái đầu lưới trở lên ngang vai mình thì mình phải thực hiện động tác đè từ phía trên banh mình đè xuống. Động tác kỹ thuật đánh nó sẽ khác. À, các bạn nhớ các bạn không có thực hiện động tác mở dưới banh giật lên. Rồi tôi sẽ thực hiện mẫu để các bạn hình dung được là chúng ta nên đánh như thế nào và mẫu vật là sao. Bây giờ tôi sẽ quay ở cái góc ngang để chúng ta thấy cách chậm banh và cách mở vật. Rồi chúng ta cũng phải vào bộ nha, chứ không phải đứng vậy quýnh. Nếu bạn đánh nó không có vô bộ, nó phải vô bộ mở hay bộ đóng. Tuy
Nhưng mà các bạn cũng phải vô bộ, các bạn không đứng vậy, lỡ banh nó nhảy cái chỗ khác nó nhảy lên cái là bạn hư. Rồi thì tôi thực hiện cho các bạn xem. Và bây giờ tôi sẽ di chuyển từ khu vực số 2 lên và tôi sẽ đánh ở cái hướng nhìn ngang cho các bạn xem cách mở vợt, cách vô bộ là cách chạm banh trên cao như thế nào. Bắt đầu. Đầu tiên lên nha anh. À các bạn thấy chúng ta lên nha anh. Chúng ta chạm được cái banh ở trên cao nè, từ cái đầu lưới trở lên tới ngang vai của mình. Thứ hai chúng ta phải sao? Mở ngắn và để nha. Lên nhanh và mở ngắn. Lên nhanh và mở ngắn, chúng ta không có mở hết ra. Rồi, bước thứ ba chúng ta sẽ đánh cho banh thấp xuống, chúng ta không đánh cao nữa. Lên nhanh, mở ngắn và đánh thấp. Chúng ta đánh thấp xuống ha, không đánh cao nữa nha. Rồi, ở cú forehand. Lên nhanh, mở ngắn và đánh thấp xuống. Mở ngắn vào bộ. Và các bạn thấy tôi đánh là từ trên banh tôi quýnh xuống. Tại đây là một banh cao hơn lưới rồi. Nếu bạn đánh từ dưới lên. À, đánh từ dưới lên nó như thế nào? Nếu bạn mở rộng là đánh từ dưới lên. Ra ngoài. Chắc chắn ra ngoài. Tại nhiều bạn lên đây đánh hư hoài mà bạn không hiểu tại sao bạn hư. Đó những cái lỗi đó các bạn phải khắc phục liền. Một. Lên nhanh hơn. Hai. Mở ngắn lại. Thứ ba. Đánh trên chứ không đánh dưới nữa. Rồi tôi hiện lại nha. Lên nhanh. Mở ngắn. Đánh cho bạn thấp xuống. Lên nhanh. Mở ngắn. Đánh thấp xuống. Lên nhanh, mở ngắn, đánh thấp xuống. Và thí dụ một đường banh cao lên cỡ ngang tầm vai của tôi. À, nó banh cao hơn. À, banh cao hơn. Thì các bạn phải mở vợt cao hơn và các bạn đánh từ trên. Cái mặt vợt của bạn lúc này nó sẽ gần như là nó nghiêng xuống. Để nó tạo độ đè, chứ nó không có thẳng nữa. Cũng không có ngửa luôn. Mặt vợt là gần như nghiêng xuống, tại banh này nó cao lên ngang vai rồi. Và sau đó bạn sẽ thực hiện tác đè cái banh tới. Để cho nó đi xuống cái sân. Chứ nó không có bay lên. À, đó, một bộ banh cao hơn cái tầm vai, cao tới tầm vai của tôi. Đây. Mặt vợt của bạn nè, nó sẽ hơi nghiêng xuống. Và bạn ngớ ngắn hơi để bạn đè được quả banh vô sân. Đó, banh cao hơn. Đó. Đó, bạn nhớ nha, mở ngắn nha, di chuyển vô nhanh. Và cái bộ thì một là chúng ta sẽ xài bộ đóng. Hai chúng ta sẽ xài bộ mở. Tùy theo quả banh tình huống đó các bạn xài bộ gì nhanh nhất các bạn xài thôi, đó là không suy nghĩ nữa. Nhưng nếu lỡ chúng ta di chuyển lên mà banh xuống thấp thì chúng ta phải xử lý làm sao? Thì chúng ta phải chuyển sang một là chúng ta đẩy gài sâu xuống, hoặc là chúng ta sẽ cắt một quả banh dài sâu xuống để chúng ta gài. Chúng ta có thể bỏ nhỏ nhưng tùy, không phải lúc nào bỏ nhỏ được. Nếu bạn lên tới đây banh đều thấy kẹt thấy khó rồi mà đối thủ đang xu hướng họ chàng chạy lên hoặc là đang đứng gần mình mà mình bỏ nhỏ là họ sẽ chạy và họ đánh ngược lại. Cho nên là nếu đối thủ đang đứng rất là xa và họ không đáng được, bạn sẽ bỏ nhỏ đó, thì bắt đầu banh đó bạn mới bỏ nhỏ. Mà nhớ bỏ nhỏ là bỏ nhỏ sát vô hai góc này, hai góc lưới. Còn nếu đối thủ đang có xu hướng họ có thể chạy lên hoặc là họ đang đứng gần mình quá mà mình bỏ nhỏ là mình chết. Cho nên là nhớ gặp một banh đường banh thấp hoặc là banh có thể bỏ nhỏ, chúng ta phải tùy tình huống. Ví dụ bây giờ tôi sẽ thực hiện mẫu đường banh thấp, tôi sẽ gài banh như thế nào. Thấp xuống, thấp thì bạn có thể đẩy xuống. Bạn có thể cầm số 2, bạn đẩy banh xuống, bạn gài. Hoặc là bạn sẽ cắt. Cắt banh xuống. Backhand. Backhand là bạn có thể bạn cắt cái banh. Đó, bạn cắt gài xuống. Nếu gạt banh thấp. Đó, thấp nè. Thấp thì bạn bắt buộc phải cắt gài xuống. Còn đối với các bạn trình mà cao hơn á thì đối với họ banh thấp luôn, họ có thể đánh được luôn. Nhưng cái tốc độ banh nó sẽ chậm hơn cái banh đè tí xíu thôi, nhưng mà họ vẫn đánh được. À, thí dụ tôi sẽ thiện đánh một đường banh thấp ở khu vực số 1 này. Di chuyển lên mở ngang qua. Đó, bắt đầu khi banh thấp hơn cái lưới rồi, các bạn thực hiện kỹ thuật đánh bằng lắc cổ tay. Bắt đầu cái cổ tay các bạn phải dẻo để các bạn có thể thực hiện kỹ thuật lắc cổ tay này. Thì ở khu vực này á là chúng ta đánh là tùy trường hợp. Nhưng mà cố gắng lúc nào ưu tiên nhất vẫn là lên nhanh, đánh trên cao và đè xuống. Còn trường hợp bất đắc dĩ banh thấp chúng ta mới đánh rồi thôi. Chúng ta đừng có để rơi vào tình trạng banh thấp nhiều ha. Thì tôi thực hiện cái thực đánh banh thấp thử các bạn xem. Đối với một cái banh thấp bay bay thay như thế nào, chúng ta cũng mở ngắn, ta hạ thấp trọng tâm ha. Mở ngắn hạ thấp trọng tâm, chúng ta thực hiện động tác lắc cổ tay và lắc đầu vợt nhiều để cho banh nó xoáy qua khỏi lưới để sâu xuống, để chúng ta có thể chạm lên lưới. Nhưng mà đường banh này vẫn không an toàn, khi bạn giật như vậy đối thủ vẫn có thể trả hoặc là lớp qua. Nhưng mà đường banh cao kia bạn tấn công qua thì đối thủ khả năng họ chết luôn, hoặc là họ chỉ có chống đỡ lại cho bạn dứt điểm được thôi. À, một cú thấp bên forehand. À, mở ngắn lắc cổ tay. Yeah. Thì đòi hỏi phải tập nhiều và tập lực cổ tay nhiều. Chứ bạn không quen bằng lắc nó sẽ chấn thương.
Rồi bây giờ tôi sẽ quay từ phía sau lên để các bạn hình dung được cái đường manh nó như thế nào. Rồi, mở ngắn vô nhanh. Đè xuống, bạn nhớ cái mặt vợt bạn ở trên banh đi xuống. Mở ngắn vô nhanh banh. Nếu mà nó cao hơn đầu bạn nên chờ rớt xuống, đừng nên đè luôn. À, cao hơn đầu chờ rớt xuống ngang qua. Đó, cho nên các bạn phải kỹ vô bộ canh được đường banh nào chúng ta dứt điểm rồi chúng ta mới đánh nha, không có đánh gấp quá nó hư. Một đường banh thấp chúng ta mở ngang di chuyển, chúng ta lắc cổ tài, mở ngang di chuyển, lắc cổ tài, mở ngang di chuyển, lắc cổ tài. Mở banh này rất là khó, bạn không kỹ bạn sẽ vào lưới. À, không kỹ sẽ vào lưới liền, cho nên là phải di chuyển nhanh, hạ bộ. Tại vì khi ra xuống thấp rồi thì mình hạn chế, đừng chờ xuống thấp nữa, chứ không phải cứ chờ thấp để đánh. Hai là mở ngắn, thứ ba chúng ta phải lắc cổ tay nhiều để tạo xoáy, banh này không có đè được nữa. Mở ngắn hạ thấp tạo xoáy nhiều, mở ngắn hạ thấp tạo xoáy nhiều, mở ngắn hạ thấp tạo xoáy nhiều. Hoặc là chúng ta sẽ bỏ nhỏ, đó là điều kiện đối thủ đứng rất là xa ha. Đó, với điều kiện đối thủ đứng rất là xa. Và thứ hai là bạn phải làm được giả. Bạn xem lại cái video hướng dẫn bỏ nhỏ nâng cao của tôi để các bạn hình dung được bỏ nhỏ dấu tay. Nếu như các bạn đứng, các bạn chờ lộ liễu đối thủ thấy chạy lên thì bạn sẽ bị phản công. Cho nên trước khi bỏ nhỏ các bạn phải có động tác giả. Ví dụ chúng ta mở ra phải đánh xong ta cắt nha. Lại nha, chúng ta mở ra cắt. Rồi, trước khi chúng ta thực hiện tỏ nhỏ chúng ta phải động tác giả, chúng ta mở ra thực hiện đánh sau đó chúng ta cắt. Forehand, forehand mở ra sau đó sẽ giật cắt, thì đối thủ người ta không giật mình, người ta chạy không kịp. Mở vợt sau đó chúng ta thực hiện động tác cắt tỏ nhỏ, chúng ta phải giấu tay đi để cho đối thủ không đoán được, người ta không chạy trước. Chứ nếu bạn đứng như vậy, bạn đưa ra như vậy là người ta thấy bên kia, người ta sẽ chạy lên. Thì khi bạn bỏ nhỏ qua, mặc dù sát lưới mà họ đã chạy tới rồi, họ phản công lại là bạn chết. Cho nên trước khi thực hiện một động tác bỏ nhỏ, các bạn phải có động tác nhử để người ta không biết bạn làm gì. À, ví dụ bỏ nhỏ bên trái, à, đó là bạn phải mở ra giống như bạn đánh, sau đó bạn cắt thì để tạo bất ngờ. Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện đánh lại tất cả những cái khu vực từ số 5, số 4, số 3, số 2, số 1 trở lên để các bạn nhìn quan sát từ phía cuối sân lên. Bây giờ tôi sẽ đánh thực tế trên sân và có đối thủ cho các bạn xem để các bạn hình dung được là chúng ta đánh nãy giờ chúng ta phối hợp lại được như thế nào nha. Cuối sân, quýnh đều. À, bàn này sau bạn sẽ giật cao là đồng thủ. Rồi, à, bàn này ngắn chúng ta lên nhanh. Yeah. Các bạn phải phát hiện liền đường banh đó là các bạn có thể lên, nó banh tốc độ chậm mà nó rơi giữa sân. Cuối sân quýnh cao hơn lưới, quýnh đều, quýnh đều gài banh. Di chuyển lên đó, khi chúng ta di chuyển lên mà chúng ta vô bộ không đúng hoặc là chúng ta gài banh không được thì chúng ta sẽ hư. Cuối sân quýnh đều gài banh, cuối sân quýnh cao hơn lưới đều, cuối sân quýnh cao hơn lưới đều gài banh thủ. Di chuyển lên, chuyển lên. À, đó, chúng ta vừa di chuyển vào khu vực số 3 thì các bạn nhớ là ở cái khu vực này đó, đầu tiên nhìn đường banh tốc độ của nó và điểm rơi nó, bạn phán đoán được liền là bạn có thể di chuyển vào. Và sau đó bạn thực hiện một kỹ thuật đánh banh thấp và các bạn nhắm vào điểm để chúng ta tăng tốc độ, chúng ta có thể dài lên lưới nữa. Một là đối thủ sẽ bỏ luôn, hai là chúng ta lên để nó bắt vô lê. Thủ lùi về, chúng ta sẽ đánh cao lên, thủ giật cao lên. Nếu tôi vô tình nó đánh ngắn thì chúng ta sẽ bị đối thủ tấn công lại đó. Nếu chúng ta vô tình chúng ta đánh sẩy một cái banh vào giữa thì chúng ta sẽ bị tấn công lại, cho nên là chúng ta cố gắng
đánh sâu xuống hạn chế quýnh rớt giữa sân. Hụ gài banh, hụ gài banh, quýnh đều hạn chế tăng lực, hụ cao lưới, gài banh, hụ quýnh cao hơn lưới, hụ gài banh. Banh này vẫn khó không lên được, tiếp tục hụ, hụ gài banh, đánh cao gài banh, gài banh. À, sau khi gài được đường banh tốt và đối phương đưa một banh vào giữa ở hộp số 1 thì ta di chuyển lên nha. Đó, các bạn nhớ tốc độ tăng lên tối đa để chúng ta lên kịp cho banh, nó chỉ cần lên chậm tí xíu thôi là banh xuống lưới một cái là chúng ta chuyển sang đánh qua thôi, đẩy qua thôi bắt đầu là bị chết lại. Lên kịp chúng ta có thể tấn công vào góc và ăn luôn. Gài banh, hụ quýnh cao hơn lưới, khu vực số 4. À, chúng ta đang ở khu vực số 4, khu vực số 3 lên. À, chúng ta di chuyển lên khu vực số 3 và số 2. Đó, chúng ta phải đánh khác, thấp xuống, đầu mở ngắn hơn, vô bộ để chúng ta gài vào góc, hụ quýnh đều, ta cắt vào, hụ cắt dài ra, thủ. Đó, chúng ta gài, đang gài đấy, chúng ta chờ cơ hội chúng ta lên. Thủ lùi về, đánh cao hơn lưới, đúng rồi. Chúng ta vô tình đánh một banh nhẹ. Đó, cho nên là bạn khi bạn rơi vào thế chống đỡ rồi thì bạn chỉ có lớp banh thôi, còn đánh qua cũng bị chết. Cho nên là nhớ cố gắng ở dưới này là không nên bỏ nhỏ, chúng ta chỉ bỏ nhỏ phía trên. Thứ hai là cố gắng đánh dưới này sâu xuống. Sau khi tôi đã nói qua lý thuyết và thực hành mẫu luôn và thực tế luôn để cho các bạn xem thì các bạn đã hình dung được 5 vùng chiến thuật chỗ nâng cao là như thế nào rồi, phải không? Thì các bạn nhớ là các bạn nhìn qua thực tế các bạn sẽ hiểu nó dễ hơn. Khi các bạn nghe lý thuyết, các bạn coi các tài liệu trên mạng hay là các hướng dẫn gì đó ở đâu vân vân, các bạn chỉ nghe ở 5 vùng chiến thuật, cái này thủ, cái này tấn công, cái này vân vân, nhưng mà bạn không biết là nên làm gì. Thì sau khi xem xong clip của tôi hướng dẫn thì các bạn đã hình dung được là tôi ta nên đánh ở đây là đánh như thế nào, tôi thực hành mẫu luôn. Và do một tình huống thực tế như hồi nãy đó, các bạn biết là chúng ta nên lúc nào là nên đánh đều cao, lúc nào nên đánh tăng tốc độ thấp, lúc nào nên bỏ nhỏ, rồi nên xử lý ở tình huống như thế nào. Thì đương nhiên cái video này do thời lượng quá dài đi thì tôi sẽ không thể nào nói hết được tất cả các ý trong một cái bài của nó. Có thể chúng ta phải mất vài tiếng đồng hồ để chúng ta có thể nói với nhau về những cái đó. Thì nếu như các bạn có dịp gặp tôi thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Nhưng mà qua một video ngắn gọn như vậy thôi thì tôi cố gắng là gom gọn các ý lại để cho các bạn hiểu. Thực ra cái bài này nó rất là nhiều, để tập luyện hết những cái này các bạn có thể mất vài tháng để các bạn sẽ nắm hết cái ý đồ của chiến thuật đó. Và sau khi xem xong thì các bạn nhớ phải tập luyện, tại vì coi nó chỉ là mang tính chất là lý thuyết thôi, các bạn phải ra sân thực hành để các bạn đánh, các bạn mới cảm nhận được. Và cái như cái vấn đề nãy tôi nói là các bạn cảm nhận được banh đó ngắn hay dài, tốc độ cỡ nào để các bạn có thể lên nữa hay không đó, là các bạn nhớ nha. Nhiều khi banh nó rớt ở khu vực số 2 nhưng mà nó không lên được, nó rớt là tốc độ nhanh lắm, nó vẫn đi sâu và đi chìm, thì bạn vẫn phải đứng ở dưới thủ quýnh đều qua. Cho nên đó là phải cần thời gian tập luyện để các bạn có thể nâng được cái cảm giác và trình độ mình lên, để mình phán đoán được tình huống đó là mình nên lên hay là mình nên đứng hay là mình nên chạy lên tốc độ cỡ nào. Nhiều khi bạn thấy rồi bạn lên không kịp, bạn vẫn hư. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video hướng dẫn ngày hôm nay. Thì nếu thấy hay các bạn hãy bấm like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi và nhóm. Rồi, chúc các bạn tập luyện tốt và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.